Nâng lên mọi cột mốc cùng Carlsberg. Chất men của thành công. Carlsberg chỉ một chất men đánh ngàn thành tựu. Hai em gọi sao chứ? Hết tháng anh chuyển đi. Sao vậy? Nhà trọ hết cúp điện, tới cúp nước. Sao nở được? Anh chuyển đi em buồn lắm á. Tại vì anh chuyển đi thì đâu có ai sửa cái máy lạnh cho em đâu, đúng không? Tao nói tiền nhà thì ngày nào cũng đóng đầy đủ, đòi. Còn cái máy lạnh của em hư nay một tháng gửi rồi, không ai sửa hết trơn, nóng bốc quả luôn. Em nè, gần tới ngày thi rồi đó, mà xung quanh ồn ào không có học bài được. Mà bây giờ chuyển trọ thì không được. Chuyển trọ sớm á, là mất hết cọc đó. Alo. Alo, nghe này, anh khỏe không? Chủ nhà trọ Tư Sáng nghe nè, ai vậy? Ôi trời ơi, tôi đây này, tôi Liễu đây này, anh không nhớ tôi á? Ủa sao hôm nay chị xài số lạ quá vậy? Ô hai, tôi xài số cũ, anh có nghe máy tôi đâu. Mà này, tranh thủ nhá, gom góp tiền, giả tôi đi. Cuối tháng này con tôi cưới rồi đấy. Chị ơi thông cảm, mấy tháng hè này sinh viên nó trả nhà trọ nó về quê hết trơn rồi. Chị ấy, chị mượn tiền người thân đảo đi, làm đám cưới cho con chị đi. Rồi tới tụ trường tụi nó nhập học, sinh viên ở lại cái tôi gom tiền tôi gửi cho chị nha. Ô hai, cái vấn đề của anh. Thôi mà, thông cảm đi mà. Trời đất ơi là trời á, quá trời mệt mỏi rồi. Thay đồ chuẩn bị đi đám cưới rồi mà bắt người ta phải tới đây nè, sửa cái ống nước nè. Bực mình dễ sợ, thanh niên trai tráng lạ quá. Cúp nước mới có một tuần lễ à, mà một hai là bắt phải sửa nước. Thì cái tấm đại công ty đi, giờ người ta làm gì? Kêu thợ thì thợ không tới, mà một mình tôi phụ nữ sao tôi làm? Cũng phải làm thôi. Quá trời mệt mỏi, bực mình ghê. Ây da, trời ơi là trời. Thôi dẹp luôn đi, bực bội ghê vậy đó. Ba cái vụ nhà trọ này phải chi có ai á đứng ra quản lý giùm tôi. Đàn bà con gái như tôi ba cái vụ này kêu thợ lâu muốn chết. Mệt mỏi ghê. Chắc bỏ nghề quá. Carlsberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Carlsberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Xin chào cô Sắc, tôi xin giới thiệu, tôi là Đào Quý Phi. Tôi là CEO và co-founder của A+ Home. Như các sếp vừa thấy, đó chỉ là một trong những tình huống mà xảy ra hàng ngày ở rất nhiều nơi trên đất nước này, thậm chí trên thế giới. Và sứ mệnh của A+ Home ra đời để giải quyết việc này. Xin cảm ơn các bạn diễn viên. Với sản phẩm chính là một nền tảng công nghệ kết nối với chủ nhà và những nhà đầu tư riêng lẻ để cùng nhau tạo ra một cái kênh đơn giản nhất cho các bạn trẻ có thể tìm được phòng. A+ khai sinh từ năm 2021 trong thời kỳ Covid, và riêng năm 2021 thì A+ chỉ tập trung phát triển công nghệ cũng như là tối ưu hóa mô hình. Do đó là doanh thu năm 2021 chúng tôi chỉ có vài trăm triệu thôi. Cho đến năm 2022 thì A+ bắt đầu có doanh thu là 7 tỷ do chúng tôi bắt đầu tập trung triển khai những cái location đầu tiên. 6 tháng đầu năm 2023 thì A+ đã đạt doanh thu là 12 tỷ và theo kế hoạch dự kiến chúng tôi sẽ đạt doanh thu 35 tỷ trong năm nay. Tôi mong muốn tìm người đồng hành cùng với A+ mang đến một cái giải pháp phát triển căn hộ dịch vụ cho các bạn trẻ cũng như là một kênh đầu tư để tận dụng nguồn lực nhà rỗi từ xã hội. Và hôm nay tôi đến đây để kêu gọi 2 triệu đô tương ứng với 11,8% cổ phần. Đây là cũng là một cái mảng mà tôi rất là quan tâm. Mô hình co-living này trên thế giới thì đã có Star City rồi, của US làm rất là tốt. Việt Nam mình thì theo như tôi biết là cũng rất là nhiều bên đang triển khai. Phân khúc cao cấp thì chắc là có các bên như kiểu M-Village, hoặc là thấp hơn thì có là Tinh Tong. Bởi vì tôi đã có làm nghiên cứu thị trường từ rất lâu rồi để xem là thị trường Việt Nam mình đã đến cái thời điểm đầu tư được chưa. Thế nhưng mà sếp thấy là mình đang có rất là nhiều đối thủ như vậy thì lợi thế cạnh tranh của mình là gì? Khi A+ nhảy vào cung cấp dịch vụ này và chúng tôi phát hiện ra rằng là cái nhu cầu thực tế của xã hội là rất lớn. Chỉ riêng Hà Nội và Hồ Chí Minh thôi đã có khoảng 9 triệu người đang đi thuê. Với phân khúc khách hàng mục tiêu của A+ thì có khoảng 2 triệu người. Chúng tôi đã chọn một cái thế mạnh, đó là sẽ phát triển theo chuỗi. Chuỗi ở đây từ việc cung cấp nội thất, thiết kế cho đến quản lý vận hành, cho đến tạo ra nguồn cung phòng bằng nhiều hình thức khác nhau. Cho dù có nhiều người làm trên thị trường đi chăng nữa thì A+ trong vòng 3 năm qua đã tạo được cái dấu ấn rất là riêng biệt. Cái tỷ lệ lấp đầy phòng của A+ luôn luôn là trên 95%. Hiện tại là mình đang có bao nhiêu locations? Hơn 40 location. Khái niệm location của bạn là một cái building đúng không? Tòa nhà phố
đâu đó khoảng 4-5 tầng. Bạn nói là doanh thu của bạn là năm ngoái là 7 tỷ, năm nay đã được 12 tỷ và dự kiến 35 tỷ đây, thì là nó đến từ những cái doanh thu từ đâu? Doanh thu đến từ 3 mảng chính. Mảng lớn nhất và chiếm thị phần cao nhất khoảng trên 70% từ việc cho thuê phòng, và 25% đến từ cái việc quản lý vận hành. 5% còn lại là dịch vụ giá trị gia tăng. Ok, tôi hiểu mô hình rồi. Là nó giống như là kiểu là trong kinh doanh bất động sản thì là mua sửa bán đúng không? Của bạn là thuê sửa và cho thuê lại. Tôi hiểu thấy đúng không? Dạ, đúng. Cái gì khiến cho như là bạn nói 95% đến đầy? Đấy là 800 căn. Thế bây giờ 8.000 căn thì có được 50% đến đầy không? Cái nhu cầu hấp thụ của thị trường hiện nay đang là rất lớn. Bằng chứng là bất kể những tòa nhà nào tụi em đưa vào vận hành thì chỉ trong vòng 5 cho đến 10 ngày là lấp đầy. Tại sao lấp đầy? Thứ nhất là giá của tụi em về cơ bản là ngang với thị trường thôi. Tuy nhiên là concept đẹp, chất lượng quản lý vận hành của tụi em nó đã được minh chứng khi khách hàng họ chỉ bắt đầu thuê một cái nhà bằng hợp đồng 6 tháng. Tuy nhiên là sau 6 tháng thì họ extend tiếp tục và cái tỷ lệ rất là cao. Giờ bạn muốn cải tạo một cái tòa nhà này cần 200 triệu. Tôi bỏ 200 triệu ra, cam kết cho tôi bao nhiêu phần trăm tháng một năm. Và cái phần trăm đấy sau khi trả tiền cho tôi, trả tiền cho chủ nhà thì liệu bạn còn có lợi nhuận không? Dựa trên 3 năm tụi em quản lý rất nhiều tòa nhà thì cái lợi nhuận trung bình mà tụi em thu về được là đâu đó khoảng 35-40% một tòa nhà. Vô lý vậy? Bây giờ là cái tiền mà thu về, thứ nhất mình trả cho chủ nhà, thứ hai là bạn trả cho cái tiền mà bạn renovation lại á, bạn sửa lại á, thứ ba nữa là bạn trả cho cái ông đầu tư, thì còn lại của bạn rất là thấp. Cái tiền trả cho ông đầu tư chính là tiền renovation rồi. Vậy cái tiền khấu hao nữa? Không, nhà đầu tư tự khấu hao. Để em làm rõ, A+ đi thuê cái nhà bao nhiêu, thị trường bao nhiêu thì vẫn thuê như thế. Rồi. Và bán ra giá phòng bao nhiêu cũng giống theo thị trường. Rồi. Thì của A+ có cái lợi nhuận giữa đấy, chính là cái chuyện là tỷ lệ lấp đầy. Có nghĩa là ngày xưa người ta có 2 phòng cho thuê được phòng thôi. Và làm sửa lại thì cho được thuê 2 phòng. Tức là với mỗi một gói đầu tư bạn đưa ra một cam kết riêng đúng không? Dạ, mỗi một gói đầu tư cam kết riêng, và khi cái deal đó nó không đủ hấp dẫn tụi em tắt luôn, không cho nó happen. Có nghĩa là thời gian hoàn vốn trực tiếp của A+ tụi em các tòa nhà thì thường từ 15 đến 18 tháng là hoàn vốn rồi. Là thế tại sao cái người chủ nhà đó người ta không tự đầu tư để renovate nó mà lại phải nhờ bạn kết nối một cái nhà đầu tư khác? Cái được của chủ nhà ấy, đấy chính là có một thương hiệu họ vào, họ vận hành, họ làm đẹp cái nhà của mình. Và cái quan trọng nhất là cái dòng tiền nó ổn định, nó chảy về cái tòa nhà đó liên tiếp. Mình đi ở ngoài đường có thể thấy rất nhiều là cho thuê. Và đấy là cái nội ám ảnh của chủ nhà. Tức là cho một người thuê và vài tháng họ thay đổi. Cái thứ hai, việc chủ nhà có tiền tự làm hay là để cho người khác làm thì về bản chất là nó không có gì khác nhau cả. Thì chủ nhà làm xong thì lúc đấy tụi em lại có cái gói lái họ sang cái gói là gói quản lý vận hành thôi. Và đó là không phải là một gói đầu tư. 25% tụi em đang doanh thu đến từ cái những người chủ nhà như vậy. Nhưng mà tôi lại không đồng ý với cách bạn đưa ra con số 2 triệu đô. Không ai định giá cái thời buổi này mà định giá theo kiểu là value cap như thế này cả. Thực ra cái valuation cap mà Phi đưa ra ấy, thì nó phù hợp với cái giai đoạn ngành công nghệ nó đang ngáo giá. Đó năm 2021, nó đang bong bóng công nghệ nó nổ ra rất là nhiều. Sau đó thì năm 2022 thì bong bóng công nghệ nó đã vỡ. Và cái nguồn vốn dành cho đầu tư công nghệ bây giờ có thể nói là sụt giảm đến 80%. Tất cả những cái cap mà mình đưa ra ấy, bây giờ nó phải thực tế hóa. Và cái khẩu vị đầu tư của giới công nghệ nó đã thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà cái business cốt lõi của bạn tôi vẫn cho rằng là nó nằm ở bên phía Sắc Hưng ấy, đấy là nằm bên mảng bất động sản. Bản chất là service apartment thay vì dùng chữ tech. Bởi vì nếu mà dùng chữ tech ấy, thì nó phải là có khả năng scale bằng tech. Tôi cũng thích cái mô hình kinh doanh này bởi vì là tập trung vào bất động sản mà có dòng tiền như này thực sự nó mới tạo ra được giá trị cho nền kinh tế. Cá nhân tôi rất là khuyến khích những cái mô hình kinh doanh như vậy. Tuy nhiên thì là cái rủi ro hiện nay nó cũng có là cái rằng là cái mô hình kinh doanh này của bạn nó rất phụ thuộc vào tình hình kinh tế vĩ mô. Sinh viên không thuê nhà nữa hoặc là công nhân bỏ về không thuê nhà nữa thì tự nhiên là sẽ phòng chống rất nhiều, và lúc đó cái áp lực nó sẽ đè lên cái mô hình kinh doanh của bạn rất nhiều. Vì lúc đó bạn nó có những 2 cam kết thay vì có 1 cam kết với chủ nhà. Thì không biết là cái tình hình kinh doanh của A+ nó đang như nào? A+ break even vào tháng 6 vừa rồi và dương dòng tiền từ tháng 6 luôn. Doanh thu dự kiến trong năm 2023 của tụi em sẽ đạt ít nhất là 35 tỷ, và với EBITDA tầm 23%.
cái mô hình kinh doanh anh là nó vẫn có hiệu quả, có lợi nhuận đó chứ không phải là không. Tất nhiên là sao, khi giống như chúng ta đã bàn là còn nhiều nhà đầu tư tham gia vào trong một cái game thì cái tỷ suất lợi nhuận trên từng nhà đầu tư sẽ giảm đi rất lớn kìa, đúng không? Ví như anh tự bỏ tiền rồi anh build thì cái profit anh cao, nhưng ví như mà anh kéo thêm nhà đầu tư vô làm đến phòng trọ đó thì chắc chắn nó sẽ giảm đi xuống, tại vì ai cũng muốn có lợi. Cho nên cái mô hình của anh nó thực ra là về bảo lợi nhuận cao là không có, bạn phải tính toán về và toán kỹ lại. Bằng vì bằng chỉ nói một khía cạnh của cái vấn đề là dư nhà trọ thôi, nhưng thực chất là dư chung cư cũng bao lo luôn và người ta bỏ trống rất là nhiều luôn, và gió thuê rất đau xuống rất đáng kể. Cho nên lý do đó là mình sẽ không đầu tư. Ok, tóm lại là không đầu tư đúng không? Rồi, cảm ơn. Cái mô hình á, mô hình của Aquafi á, anh hiểu rằng cái một phần của mô hình của Aquafi á là anh có một công ty rồi, có một nhà đầu tư và hay đối thủ cạnh tranh á, không make sense đúng không? Và bởi vì đó I'm out. Come on. Thực ra thì như câu hỏi mà Lâm có hỏi lúc ban đầu là cái thế mạnh cạnh tranh của mình là gì, bởi vì là tôi nghiên cứu rất kỹ cái thị trường này, mà không phải chỉ bây giờ, mình nghiên cứu từ 2 năm trước rồi. Đến bây giờ vẫn chưa đầu tư được là bởi vì ở cái thị trường Việt Nam mình dùng từ là rất là chua, rất là khó để có thể make được lợi nhuận từ cái thị trường này. Và có những đối thủ tôi biết trên thị trường của các bạn đấy là họ có đến con số 5-7 nghìn phòng rồi chứ không phải 800 phòng đâu. Cũng như Shark Bình nói là cái thời gọi là hoàng kim thì nó qua rồi. Và bây giờ thì có lẽ là đâu đấy tất cả các nhà đầu tư, kể cả là quỹ hay là các nhà đầu tư cá nhân hay là các shark ở đây, thì có lẽ là sẽ đều phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của bạn thôi. Vâng, vì vậy nên là tôi sẽ không đầu tư. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Sao Bình? Nếu mà với các cái thông số mà bạn cung cấp là doanh thu năm nay khoảng 35 tỷ và có lợi nhuận khoảng 23%, tương đương với 8 tỷ. Nếu mà những cái thông tin đó là đúng thì tôi sẽ offer bạn một cái deal đầu tư 2 triệu đô cho 25% cổ phần, tương đương với pre-money của bạn là 6 triệu. Rất xin lỗi các nhà đầu tư vòng trước là 10 triệu. Thế nhưng mà tất nhiên rồi thì cũng phải thông cảm thôi, vì chúng ta đang mua ở đỉnh. Bây giờ thị trường nó đang đáy thì phải chấp nhận là mình phải xuống giá một chút. Bây giờ mua đi bán lại mảnh đất hay là cái ô tô nó cũng lên cũng xuống mà nữa. Huống chi là một cái doanh nghiệp. Ô tô nó là tiêu sản, bất động sản doanh nghiệp, tài sản. Thì down round thì là chắc chắn rồi. Tôi xin đảm bảo 90% số startup ở trong giai đoạn này hiện nay là phải đối mặt với down round khi mà đi gọi vốn. Tôi thì tôi nhìn ở góc độ khác, tôi lại rất cần cái người như bạn. Tôi là một nhà đầu tư kinh doanh và phân phối bất động sản hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường, và mỗi một năm chúng tôi tiêu thụ hàng vạn căn nhà, và một bộ phận không nhỏ khách hàng của chúng tôi trong số hàng vạn khách hàng một năm đang gặp phải vấn đề như bạn đã nêu ra. Và tôi rất muốn làm một cái gì đó để giúp họ có dòng tiền. Tôi sẽ không down round bạn. Tôi sẽ chỉ bỏ vào đây 500 ngàn để đổi lấy cổ phần. Nó sẽ tương đương đâu đó khoảng 5%. Bạn đưa ra tôi con số thì bao nhiêu tháng thì tôi hoàn vốn. Sau đó cái phần vốn gốc còn lại thì tôi đầu tư cổ phần với bạn. Lúc đấy thì bạn tính giá là 20 triệu cũng được. Cảm ơn Shark. Okay. Thì cái em rất hứng thú với cái cách structure, deal structure của Shark. Okay. Bạn đi cùng với tôi, bạn không cần phải tìm thêm nhà đầu tư nào khác. Tôi có hàng nghìn căn nhà, và tiền thì không phải là vài triệu, đúng không? Kể cả vài chục triệu mà bỏ ra chỉ để giá trị gia tăng thêm mỗi một căn nhà thêm một tí thôi để mà gấp đôi được cái dòng tiền thì bọn tôi không thiếu tiền cho cái việc này. 1,5 triệu đô theo hình thức là cho vay phải không ạ? Không, tôi đầu tư cùng bạn chứ. Đầu tư thì tôi đầu tư cùng bạn chứ, bạn phải cam kết. Em cam kết với Shark là 1,5 triệu đô đó. Bao nhiêu lâu hoàn vốn? Sẽ hoàn vốn trong vòng 24 tháng. 24 tháng, ok. Bởi vì em đã có rất nhiều những cái location nó dưới 24 tháng, thì em tự tin rằng là với con số 24 tháng thì em vẫn còn một chút để phát triển. Phần 500 nghìn còn lại, em cũng rất mong muốn Shark cân nhắc, bởi vì thực tế mà nói valuation cap thì em đồng ý quan điểm với Shark Bình là đúng là nó là xuất phát từ Silicon
Valley nó rất là phù hợp cho những công ty mà có cái tốc độ scale up. Ok thôi, không giải thích nhiều. Nói lại bạn bao nhiêu phần trăm? Rồi, tóm lại là có chấp nhận. Chấp nhận giá nào? Em rất mong muốn là 500 ngàn đó với valuation cap 13 triệu. Bốn phần trăm tức là 12 triệu. Đúng rồi, 4% là 12 triệu. Thực ra bạn rất cần tôi. Tôi cũng rất cần người như bạn, phải nói thực sự như thế, để tôi giải quyết cái dòng tiền cho rất nhiều nhà đầu tư đã đồng hành cùng với chúng tôi. Thì trước khi em chốt deal thì em xin phép được hỏi anh Bình là anh thay đổi cái deal của mình không ạ? Bởi vì thực tế mà nói, khi chúng em thay đổi mô đồ thì cái đặc biệt là cái kết nối đầu tư thì nó là một cái gần như là không giới hạn nguồn vốn. Sáu triệu mà đàm phán đến bao giờ cho lên 12 triệu? Tôi thích tiền tươi thóc thật hơn, đặc biệt giai đoạn này thóc cao gạo kém. Thôi, việc này sau khi tôi thành cổ đông thì tôi sẽ đàm phán riêng với Trang Bình. Chứ còn nếu mà bảo là bỏ tiền vào được 24 tháng thu hồi vốn, tôi đầu tư ngay nhưng mà theo cái mô hình kia. Để tôi nhắc lại cái deal này như này, là 2 triệu đô, trong đó là 500 ngàn đổi lấy 4% cổ phần, tương đương với lại valuation cap là 12 triệu và 1 triệu rưỡi là trở thành tiền đầu tư và bạn cam kết hoàn vốn trong vòng 24 tháng. Nếu đạt được cam kết đó thì cái phần 1 triệu rưỡi gốc ấy là tôi sẽ chuyển thành cổ phần với cái valuation mới là maximum up to 20 triệu. Em đồng ý. Ok. Nâng lên mọi cột mốc cùng Crossberg. Chất men của thành công. Crossberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu.